Yo, hello, lại là tôi, GG đây. Như trên tiêu đề các bạn đã thấy, hôm nay tôi sẽ review một tựa game có tên là Đấu trường bóng chuyến, hay là Shadowfire Arena. Ở Shadowfire Arena, bạn sẽ được tham gia các trận chiến của những chỗ ổng lùi. Những đối thủ này bỏ ra cái liêm sỉ về sĩ diện của mình để chiến thắng một trận đấu. Thu thập các hero bằng cách nạp tiền, thu thập các skin về vũ khí như lửa rác, vì chúng sơn màu để tăng đam, nâng cấp tướng và chọn các tài năng để cho tướng trở nên mạnh mẽ hơn để chiến đấu với những camper, hay tải về trò chơi hút máu Nike X EA. Wow, còn đây kịch bản hơi sai sai. Thằng biết kịch bản đâu rồi? Mày làm ăn gì hả? Tao bỏ tiền để thơ mày, giờ mày biết kịch bản gì về đọc vô chẳng giống game hết vậy? Dạ, giờ xin lỗi, giờ nãy em thấy anh chưa đăng ký cách review game như thế này cho nên lấy đại đưa cho anh luôn. Viết sai kịch bản, sorry mọi người vì sự sai sót này. Ok, để giờ làm lại. Chào mừng mọi người đến với Shadowfire Arena, là trò chơi của Nike và Benzai phát hành, chứ không phải EA đấy. Ở đây các bạn sẽ có những trận BK cực kỳ căng thẳng với những trận chiến thời gian thực, cùng với skill cực kỳ đẹp mắt của từng vị tướng khác nhau như Lynx ở trong video, hay như Kate, một vị tướng vừa dễ mà cũng lại vừa khó. Thu thập các hero để trở nên đa dạng về các lối chơi, trở thành nhà vô địch để có những kỹ năng thượng thừa khiến cho những đối thủ không ngán bạn. Ai nhầm, những đối thủ phải ngán bạn khi gặp. Cùng thu thập các vũ khí và skin để trở nên mạnh mẽ hơn về tăng tỷ lệ thắng trong những trận chiến sắp tới, nâng cấp tướng về chọn những tài năng khiến cho tướng của bạn tối ưu hóa sức mạnh để chiến đấu một cách thật là mạnh mẽ. Còn nếu bạn hỏi làm sao để có vũ khí và skin thì hãy nạp game đi. Đúng vậy, vì chỉ như thế Nike mới độ cho bạn có những vũ khí mà thôi. Như tôi này, tôi đã nhận được hai vũ khí ngay trong lần nạp đầu tiên của mình, quá may mắn. Còn chần chừ gì nữa mà không nạp game, mau nạp đi. Và tôi là Ziggur, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye.